đi với gái nhưng mà vẫn sợ vợ ở nhà buồn. Buồn nhất thì có chứ, nhưng mà kể ra trên đây thì có sốc quá không? Thì giống như là chồng mình đi gái thì chồng mình quay lại video ấy, đấy thì mình cũng là người nhìn thấy ấy, đấy cái đấy là buồn nhất thôi. Sau đấy đi tù nên là chắc là anh cũng bị nghiệp quật ấy. Mỗi lần đi gái là một lần bị bắt đầu tiên là cũng đi gái, lần thứ hai bị bắt cũng hai bên hai cô cũng đi gái. Sau ở nhà mình cầm điện thoại của chồng mình ấy, mình thấy thì lúc đấy ở trong tù rồi trách móc kiểu gì được nữa, thì cũng tha thứ, cũng cố gắng mà quên, nhưng mà không quên được, vẫn nhớ, không yêu không ở đâu. Nhưng mà chồng chị đi gái thật, nhưng mà thật ra để đối xử với vợ con rất là tốt, không có kiểu gọi là hắt hủi hay là đánh đập hay là kiểu gọi là gì nhỉ, kiểu là đuổi hay là hắt hủi đâu. Đi với gái nhưng mà vẫn sợ vợ ở nhà buồn, nhét gái ở dưới vẫn gọi video với vợ, rất hay. Sau mình kiểu là mình cầm điện thoại mình biết hết mà, cái thời gian gọi cho mình đấy, nhưng mà mình lướt qua lại thấy cái ảnh chụp với gái thì mình biết mà, tại vì mỗi ngày một cô mà. Những người con gái mà chồng chị đi ấy, đi cặp ấy, xinh lắm em ạ, chân dài mà nhìn lại mình em thấy không, chị có đúng 1m5 em ạ. Ngoài cái khiếu ăn nói, khiếu livestream đấy, kiếm tiền thì thật sự là chưa đủ. Ai mà cứ tự tin mình kiếm được tiền hoặc là mình kiểu là mình cũng xinh đẹp đi mà để bảo giữ chồng hoàn toàn thì không có đâu, tại vì cái lạ nó vẫn hơn em ạ, thèm thuồng. Theo kiểu gọi là đớp được cái nào hay cái đấy ấy, đấy cái cảm giác nó chắc là mình không bao giờ mình biết được, nhưng mà chắc là đàn ông rất là thích. Đúng rồi, một cái lạ bằng tạ cái quen em ạ, câu đấy đúng đấy, ông bà nói đúng đấy, biết là không thể nào mà có tình cảm với những bạn gái đấy đâu, tại vì mỗi ngày một cô mà, đâu có nhất định là một người là cặp bồ đâu, đây là chỉ là đi qua đường thôi, mà cô nào cũng đấy xinh lắm em, có nghiên cứu xem phim xxx luôn để học các tư thế này đấy, rồi mình chia sẻ thật mà, chị nghĩ là phụ nữ ai cũng xem thôi, thì cũng tìm hiểu các tư thế này, mình thiếu tư thế gì. Nói chung là lúc xem phim thì mình, để mà mình quan hệ với chồng ấy thì mình cũng không thiếu tư thế nào cả, chiều hết mức, hết lòng, rồi mình tạo ra cảm xúc nữa, với là phải có tình cảm với em ạ, thì mới thật sự là giữ được chồng nhá. Còn mà mỗi qua loa không thôi hay là gọi là nhiệm vụ thôi thì không đâu em.